bạn thấy không, đường đi rất là gập ghềnh khó đi. Đây khu dân cư nghèo, đây là những con đường trong ấp trong xã cũ thôi. Hôm bữa người ta trả lại là do người ta không biết cua xanh hả? Thì ba cũng chấp nhận chờ đợi lợi. Cua xanh là nó ăn rêu với cỏ với rau rồi nên là nó của thiên nhiên mà. Con cua xanh nó gạch nó nhiều không chị ba? Gạch dữ lắm. Chị ba với lại được hàng xóm đang phụ làm đẹp cho cua để mang ra chỗ bán. Nhưng mà có khách tới luôn. Anh ấy chạy Grab, là đồng phục Grab tới mua cua gì ba tại nhà nè. Tại vì ảnh qua mấy lần rồi mà mua không được. Thì ba đang chuẩn bị để mang ra điểm bán cùng hàng xóm tốt bụng. Anh tới đây mua bao nhiêu ký anh? Hai con à. Hai con hả? Mua cho anh ăn hay là mua cho ai? Mua cho mẹ. Mua cho mẹ hả? Nhà quận Tư. Quận Tư hả? Sao anh không ra cho con ngồi Nguyễn Trãi chờ gì ra là mua? Chờ biết khi nào mới có. Ủa anh à? Ngoài đó đông lắm. Dạ. Anh là chạy Grab hả? Hai con thì về cho mẹ anh. Một con cho mẹ, một con cho bạn gái. Trời ơi anh tuyệt vời quá luôn. Chạy là do mình có chịu khó hay không thôi, nhưng mà chịu khó thì có cách nhiều, còn chịu khó cũng bình thường thôi. Mình có tiền nhiều hơn. Có tiền nhiều hơn, còn mình làm biếng mình sao mà có tiền nhiều được. Anh chạy Grab vậy mà cua gì ba tới 660 một cân thì anh thấy rẻ hay mắc? Em thấy bình thường, tiền nào của đó. Rồi. Nó hay vậy. Là anh biết cái gì ba qua cái nguồn nào anh? Dạ. Facebook hay là YouTube rồi. Rồi mẹ coi á, mẹ coi trên mạng á, mẹ thèm ăn, mẹ thích ăn cua. Mẹ muốn ăn cho bằng được. À, bữa giờ ra ngoài đó đông không mua được. Đó có anh Grab đang tới mua cua cho mẹ và người yêu. Ai đâu biết mà mì nó tùm lum la. Qua theo theo tường ngoài kia vô đây để biết nhà không bị dính vậy đó. Rồi lấy cua rồi cho ba. Chở mẹ đi mua luôn anh. Dạ. Cho mẹ bất ngờ. À mua cua về cho mẹ ăn mẹ bất ngờ. Có anh Grab tới mua cua đợi mua cua gì ba nè. Muốn tạo bất ngờ cho mẹ và bạn gái. Mẹ anh coi trên chương trình đó thấy gì cua bán quá, gì ba cua bán cua ngon quá. Thì muốn ăn cho bằng được. Con cua này nè. Gạch dưới. Dạ. Cua gạch nước. Gạch nước. Gạch nước là sao? Nè đây nè. Đầy quá nó đầy. Đâu? Ở này hả? Thế giới này nhiều người mà có suy nghĩ như những người nãy là muốn ra tiệm mua để nấu ăn á. Thì những người buôn bán thì nó bỏ. Để làm mấy đó. Nào mà đưa anh tới đây mua tặng nhà gì ba vậy anh? Con trên YouTube thấy gì ba bán cũng mấy năm mà có nhiều kinh nghiệm với uy tín nữa. Dì ba thật thà, dễ thương. Anh tới ở ngoài chỗ điểm bán mấy lần mà mua không được? Có chở mẹ ra một lần mà hết. À. Có mấy lần ra một lần cũng hết luôn. Cái quyết định theo theo dấu chân gì ba về nhà. Trời ơi anh đúng tuyệt vời đúng nha. Anh nghĩ về cái dì ba nếu mà lựa cua như thế này thì anh nghĩ như thế nào? Thì theo em nghĩ thì dì ba có kinh nghiệm lựa cua gạch ngon nè, gạch nhiều, thịt nhiều. Nói chung là nó độ cái chất lượng của con cua nó
nó ngon mà nó khó diễn tả lắm, nhưng mà mình ăn mà tiền nào của đó. Bây giờ mình không rẻ thì mình ăn cua nó giá rẻ, còn mình ăn cua giá cao thì nó sẽ có chất lượng giá cao. Mấy chị hàng xóm đang phụ gì bác. Hồi sáng giờ anh chạy được Grab được 500 ngàn. Hôm qua anh mua 2 con cua hết 520 ngàn rồi. Trời ơi, mua gì cho mẹ người yêu. Anh là idol rồi. Anh tặng mắt qua đây anh thấy gì ba đang làm cua luộc cua nè. Trước mắt là chưa ăn á, nhưng mà anh thấy anh có hài lòng không? Ủa cái gì nữa? Nói chung nhìn cua là thấy muốn ăn đó. Rồi. Rồi anh trai rất là tội, rất là thương mẹ, nhà từ tư quá. Mấy người mà bỏ cua cho dì ba biết dì ba bán được không? Biết chứ. Người ta nói là sao? Mừng cho dì ba. Mừng chứ dì ba được dì ba bán theo đó. 2 ký mấy, 2 ký. Sáng như nó có 7-8 con gì nè. 7-8 con mà 2 ký rồi. Thì ý con nói là 7-8 con mà điếm ở đây đúng 7-8 con. Là chở cái thùng người ra rồi cái quay về đón dì ba hả chú? Đúng rồi, đúng rồi. Là một ngày là đi 3 vòng á, 2 vòng ra. Nói đi mày. Coi như sáng chở đi chợ. Rồi chở về. Rồi. Chở về xong rồi đầu hấp cua giáp 11 mấy chín là chở đi ra ngoài trước. Rồi là một hôm ngày trước. Đó, rồi lát nó về chở gì ba sao? Đó rồi xong. Là 3 chuyến rưỡi đó. À 3 chuyến rưỡi. Đây việc này nữa là bố. Để cho con được son. Chanh nữa nè. Rồi chanh muối rồi đó. Đó, để chừng vài chiếc chanh thôi. Cua cốm thì nhỏ hơn. Và bên cái ba đang ra kiểm tra có phải là cua cốm hay không? Để kiểm tra lần cuối. Để cho khách ăn cho ngon. Để em vô. Chưa tay son đi. Những con cua khổng lồ đang được xếp trong cái mâm cuối cùng để dì ba đem ra cho khách đây. Trò qua nhìn cái càng kìa. Nhìn không ai đã muốn ăn rồi chứ đừng có nói mà. Đó, nữa kêu nữa à. Bà, cái đem cho gì bà? Chị bà, sao? Ủa sao bị mất cái càng rồi bà? Kể con cua à, rồi. Ai biết đâu. Chị bà không một cái bịch đựng mấy con cua để gì để. Một lát nó vô cái da quẩy nó cũng nốt rồi. Nó xúc trà à, không phải nó đốt đâu hết, nó xúc ngang chẳng á. Đây nè, bà ba muốn đựng giờ xếp như thế này có bao giờ mà đổ trên đường đi ra cho gì bà? Đây nè, để lát là làm cho coi. Nghề thuật quá ha. Những khâu cuối trong cái công đoạn xếp cua lên mâm của dì ba để bê ra cái điểm bán tại đường Nguyễn Trãi, và những khách hàng đang mong chờ những con cua ngon nhất, rất là nhiều gặp nhiều thịt từ dì ba. Thêm cái khăn đỏ nữa không á? Rồi chanh muối đó sát bên đó mà để lên chút xíu nữa để mấy cái que vô thùng. Vô đây là mâm cua là khi xong rồi bọc lại thôi hả? Rồi chúng ta cùng chiêm ngưỡng cận cảnh nè. Con cua khổng lồ với ba được xếp ngay ngắn trên một cái mâm. Và 33 năm rồi ngày nào cũng đi bán mà chưa đổ lần nào. Có cái khăn nào mà cô? Sau khi xong rồi nè. Rồi. Đó, trời ơi, mâm cua toàn những con cua khổng lồ. Cốm hả? Để riêng bịch đi. Đúng nè. Rồi để đây. Để bên cạnh đi là biết. Rất là vất vả. Cũng như một ngày bình thường. Thì ba lại ra điểm bán. Đó. Cũng trong con hẻm sâu. Dì ba được xe ôm là người em rể đang chở ra điểm bán. Rồi chúng ta sẽ coi cảnh tượng dòng người đông đúc
tranh nhau mua cái cua của dì Ba nè. Cô có số chưa cô? Khách đấu gà ráp tới mua cua.